Xin kính chào quý chư thiên vị và quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức. Kính chúc quý vị một ngày vạn an và như ý. Kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức xin trân trọng cống hiến đến quý chư thiên vị và quý khán thính giả một buổi huấn từ vô cùng đặc biệt. Cha Kiều Nguyên Tá ban hồng ân cho một đại gia đình gồm 12 chư vị đến từ Nha Trang đã có hữu duyên về tề tụ diện kiến và đảnh lễ cha trời Kiều Nguyên Tá. Dạ, con xin kính chào cha, xin cha ban huấn từ cho đại gia đình đến từ bàn Nha Trang ạ. Cùng toàn thể quý khán thính giả của kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức, cùng toàn thể chư vị Phật Tiên Thánh đã giáng trần để cùng với cha trời, mẹ vũ trụ để dựng lên cái đời sống thiên đàng tại thế mà lấy thánh địa là nước Việt Nam. Và hôm nay ở cái nơi chốn mà tôi đang cư ngụ thì lại được vinh dự đón tiếp 12 vị trong một đại gia đình, cả bố mẹ con cháu trong cái tình hình mà như chúng ta thấy thế giới cũng như mọi người đang gặp phải những cái sự việc mà chúng ta thấy không được an lòng lắm, thì các con đã tìm được cái con đường là công phu hành cái phương pháp niệm bốn cái hồng danh. Cả gia đình các con đã có cái đại hồng phước, đại hồng ân mà đã nhận biết ra được cái kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức. Đồng thời cũng xuyên qua cái đó thì cũng có những chư vị ở trong cái đại gia đình các con đã được gặp cha trong vô vi và làm việc với cha ở trong vô vi. Cho nên thiết nghĩ rằng những chuyện đó cũng rất là lợi ích cho cái gia đình của các con. Mà chung quanh cái vùng các con ở thì họ sẽ được xuyên qua cái phương pháp mà các con niệm hồng danh, thì cái chấn động lực của điển quang sẽ được bao trùm, bao phủ những cái vùng đó. Thì ngõ hầu là chúng ta không phải đi làm những cái công việc cứu người theo như những hình thức bình thường, mà chúng ta đã phóng đi những cái luồng điển, những cái từ trường, những cái yêu thương mà cái từ tâm của các con phát khởi ra ở nơi những cái vùng, cái huyện, cái tỉnh các con ở, ít nhiều sẽ được an bình. Thì mặc dù họ không hiểu, họ không biết, nhưng mà đó là những cái chấn động lực của điển quang mà các con đã dày công phu. Thì sau khi các con công phu 21 ngày và niệm cái hồng danh, chắc chắn là phải có những cái tiếp nhận cái sóng mà cha mẹ ban ở trong vũ trụ. Chúng ta sẽ thực hiện cái nền văn minh siêu khoa học, khác hẳn với cái nền văn minh khoa học mà như các con thấy, đó là những tivi, rồi những radio, rồi những điện thoại cầm tay cầm tiếp. Thì các con thấy đấy là phải bằng cái tần số, cái nào cũng phải có cái tần số, các con bắt vào đúng cái tần số đó thì cái máy điện thoại nó tự kêu, hay là ấn cái nút on off, ví dụ vậy đó. Thì ở đây bây giờ các con đi vào một cái công phu xuyên qua cái kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức đã hướng dẫn 3 năm nay, và các con lại có cái đại nhân duyên mà tiếp nhận được, thì các con thứ nhất là các con không tốn phí một cái gì, thứ hai là cái công trình tu học của các con nó rất là thanh thản, nhẹ nhàng, và nó cũng không làm các con tốn kém thì giờ. Mà theo như cha được biết, trong đại gia đình của các con thì ngay cả những em bé mới 4 năm tuổi cũng đã biết niệm cái hồng danh. Thì đó, những em bé đó là những cái viên ngọc quý của cái thời đại sắp tới đây. Do đó mà hôm nay thì chúng ta gặp nhau, đó là một cái sự sắp đặt của cha mẹ. Và cái công trình của các con thấy thì nó vậy, nhưng mà các con đã có công, đã có sức, bao nhiêu kiếp lên xuống xuống làm người, và kiếp nào thì các con cũng hiền đức, và kiếp này thì các con lại được hội ngộ với cái kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức, và cha rất là hoan hỷ. Xuyên qua cái đại gia đình này, chúng tôi muốn nhắn gửi đến tất cả chư thiên vị, quý khán thính giả của kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức, lưu ý đến cái phương pháp
niệm bốn cái hồng danh. Quý vị không phải đi đâu cả, quý vị cũng không phải tốn kém thì giờ, mà ở tại gia, kể cả gia đình, chồng, vợ, ai cũng có thể thực hiện được, và không phải đi đâu xa, ở tại gia đình của mình. Thì đây, hôm nay thì một gia đình từ Nha Trang đã đi gần 500 cây số ngày hôm qua, có nghỉ ở tại núi Dinh một đêm, và sau khi cái buổi sinh hoạt này chúng tôi sẽ nói chuyện một số với lời, và sau khi chúng tôi sinh hoạt xong thì đoàn lại lên đường trở về Nha Trang. Hôm nay cha rất là vui mừng, và nói đi nói lại thì không diễn tả được những cái nỗi lòng mà cha con chúng ta Phật Tiên Thánh lại hiện hình ra làm người, và bây giờ thì chúng ta lại gặp nhau ở dưới trần gian này, và chúng ta xuyên qua cái công trình, cái công việc mà cha mẹ đã ân ban cho chúng ta, cái phương pháp là chỉ có niệm bốn cái hồng danh ở trong thầm niệm, mật niệm ở trong bộ đầu, bộ óc của chúng ta mà thôi. Ai cũng có thể làm được, những em bé 4 tuổi, 5 tuổi các em cũng học được và cũng thuộc được. Thì đấy là những cái mà chúng tôi mong rằng, cũng như để nhường lời lại cho một vị đại diện trong cái gia đình ở Nha Trang nói những đôi điều tâm tình với cha. Chứ bây giờ thì cha nhìn thấy các con nó sung sướng và nó rào rạt, cho nên cũng không biết nói gì, nói đi nói lại chỉ muốn để yên cái thì giờ tĩnh lặng mà nhìn ngắm các con, để nhớ các con. Sau khi các con đi về thì hình ảnh của các con nằm ở trong tâm khảm của cha. Cha biết ơn các con đã lặn lội đường xa để về thăm cha được 2 ngày. Cha chúc các con mọi sự sẽ được vạn an và như ý. Cha hân hoan chào mừng tất cả các con. Và bây giờ xin mời chư vị Nguyễn Thị Thà sẽ đại diện cho đoàn Nha Trang có đôi điều chia sẻ. Nam mô Ngọc Hòa Thượng Đế Vô Cực Đệ Trí Tôn Đại Chân Tôn. Nam mô Vô Cực Tự Tôn Thị Thiên Bá Chủ Cung Công Tê Mẫu. Nam mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật Khai Cơ Thánh Đức. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là cũng là cái ngày mà con cả gia đình con và em con về đến đây. Con về đến đây thì hơn nữa là con coi trên kỷ niệm thánh đức á, con thì ở là cư sĩ tại gia, con tu tại gia, thì các em của con trong đây đều ở tại gia hết, thì nó bên dự kiến rằng đứa nào nó cũng tu học được, cho nên là nó theo con từ nay là đúng 12 năm con ở đây, con ở tại gia không cho con không có đi nữa. Nhưng mà hôm ngày hôm nay là con coi trên cái kỷ niệm thánh đức của cha á, thì con thấy là khi mà con họ con nhận được á, thì con nhận được con cha thì họ Phật trời đất người, thì con coi đó có một mình thôi, thì con thấy trong đó là có cha là mặc cái áo trắng, xong cái con coi hoài con thấy cái máy con nó hư đi con có, xong đến ngày 21 là đúng là tháng 3 con mới mua được cái điện thoại, cái con dùng thấy cha nó đúng ông già này nè, cái con là con mừng quá, con hớn hở luôn, xong cái thấy cha con đi biết mà con không, con ở nhà con tu tại gia, nhưng mà con ngược lại là con không có đi đến nhận ta là cái chỗ đồng bóng hay hoặc là cái gì đó, con chỉ con tu thôi, nhưng mà con tu cái hướng của con định cái con định rồi con làm cũng như ở trên thiên của cha mẹ cho con thôi, là con biết ngõ được con nói rồi bắt được mấy đứa em con thấy vậy nó tu học được, càng ngày tụi nó càng tiến lên á, nó vươn lên hết trong này hết, vươn lên hết thì nó ngang ở chỗ đó, cho nên là nó mới theo con nó để nó tu học, thì con gặp cái bên kỹ nguyên tinh đức của cha này rất là huấn từ của cha ban cho, thì con quay từ cái hồi mà tháng đầu tháng 3 tới bây giờ thì con thấy nó sao mà cái lần lần mà càng thấm thiết từ ý nghĩ của con, từ ở trong kinh của con học thật hơn nhiều, cũng là mười mấy năm về trước, cho nên là con thấy đó sau này là con nhận được cái chỗ mà cha cho con á, là được cái chỗ mà con nói là hồi kia là sao cho con nói dài một chút, nói là
vậy bồng bồng lai tiên cảnh, con có nghĩ là bồng lai tiên cảnh rất là xa, ở đâu trên trời ấy. Cho nên con nói chừng nào con tìm cho được, đến ngày hôm nay thì con được cha ở bồng lai tiên cảnh tại núi Dinh Vũng Tàu này thì con rất là mừng sung sướng, con biết bao nhiêu tao bây giờ nói ít nhiều thì bây giờ con không có cái gì hơn, thì con giờ đây con dự kiến cha với tất cả MC Tiên Dung với tất cả biên tập viên với các hàng chư thương vị đến giờ cùng con với các là chư Phật thánh tiên thần là ở giờ đây dự kiến cha, thì hôm nay là con không có gì hơn, con chúc tất cả những người đều đồng nhau mà để mà tu học và tu tập tiến lên, đỡ tiến hóa lên con người mới, đất mới và người mới, cho nên cho cha ba cha nhà cha mẹ và chúng con được cái hát ca trong khải hoàn ca của cha, thì con nói cái gì mà nó sai chút xíu thì cha mẹ cũng xin bỏ qua cho con, nhưng mà con nói nhiều nhưng mà con sợ mấy lỡ nó nhiều cái nó sai, nhưng mà cái lòng của con thì nó phấn khởi lên rất là nhiều, nhưng mà cái là con nói là nó trục trước nó mất sau, cha cũng thương con và các hàng chủ tiên quỷ cũng thương con và thông cảm cho con. Cho con xin nói chút nữa thì con cũng từ kênh mà con có, con học từ kênh có, con nói chuyến đà này là chuyến đà chiều rồi cha, cho nên tụi con cũng mong chân đi về đỡ gặp cha gặp mẹ, cho nên là con sợ trở xuống đò thì con nói bao nhiêu cha cũng hiểu cho con chỗ đó. Thì hôm nay là con không có gì hơn, con chúc dự kiến cha, cha chúc con chúc cha được nhiều sức khỏe mà sống muôn muôn tuổi, muôn muôn tuổi để dạy kiến cho chúng con ở trên con bước đường mà tụi con cũng càng gắng mà đỡ tiến lên, mà ráng cố gắng mà tu học rèn luyện mà sức sống mới để gặp cha hoài hoài. Thì hôm nay là con không có gì, con bao nhiêu lời đó con nói, con xin hết cha. Rồi, trong trong có tay. Dạ, cảm ơn dạ. Con và cảm ơn toàn bộ gia đình của con. Cảm ơn mấy Hải Nhi, giống dân Bích Ngọc của cha. Cha đưa cho con đại diện, mỗi con phân phát một cái. Sau này nếu mà con về, còn ở nhà còn người nữa thì cứ mỗi người một cái, em bé mới gì đó là bỏ vào trong gối cho nó, lấy cái bao ni lông để vào xong bỏ vào trong gối để nó có cái điển quang mà bảo vệ các con nếu mà sau này có những cái chuyện gì. Rồi thì có những vị nào ở chung quanh mà họ nghe theo các con mà niệm bốn hồng danh thì cũng tặng họ một cái cà phê zip này. Thì cho ra cho hết rồi sau con về thì con phân phối là tuyệt vời, cái thằng tài xế cũng cho nó một cái. Chương trình của chúng tôi đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý chư thiên vị và quý khán thính giả đã lắng tâm theo dõi. Để video này được lan tỏa đến muôn người, quý vị hãy ấn vào nút like, thích bên dưới video. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Mời quý chư vị cùng lắng nghe thi phẩm Gửi Muôn Người, phóng tác Thực Đặng. Con ngàn lần kính cẩn tạ ơn cha mẹ đã yêu thương nhân loại chúng con đến đau thắt quặn lòng. Con kính thương cha mẹ vô cùng. Gửi muôn người. Nhân loại ơi, các con ơi, có nghe đêm rồi cha lại khóc, có thấy không tâm can cha quặn thắt, tim mẹ đau máu nhuộm đỏ trời cao. Có khi nào các con hỏi vì sao? Cha là trời, sao cha còn phải khóc? Mẹ vũ trụ cao vời đầy uy lực mà nén đau tim quặn thắt máu trào. Các con ơi, con có hiểu vì sao khi cha khóc cả đất trời thổn thức? Không hiểu được đâu lũ con dại ngốc, còn tham sân mê đắm trần ai. Cha thương con réo gọi khản hơi,
mẹ ban điển thơ, mong ngày con tỉnh thức. Lũ con dại vẫn vô tâm hò hét, tranh giành nhau, còn chém giết tơi bời. Cha mẹ đau vì con đã quên lời cha mẹ dặn đỉnh đồi xưa khi con xuống thế. Giờ đã cận kề trần gian rũ sổ, các con mải vui trong nhà lửa rực trời. Cha khóc gào thét gọi các con ơi, làm sao cứu các con thời khắc cuối. Nước mắt cha tuôn bể, nước mắt cha tuôn bể nguồn sông suối, vì thương nhân loài ngu dại cuồng si. Hỡi con người, hãy mau thức tỉnh đi, hãy quỳ gối cúi đầu ngẫm suy tội lỗi. Hãy thành tịnh thành tâm sám hối, cha đã dạy phải ghi nhớ mãi. Muốn thương cha thì hãy thương lấy bản thân con, đừng để cha phải thao thức mỏi mòn, đừng để mẹ âm thầm nén tim đau quằn quại. Ngày sum họp mẹ cha đang mong đợi, giang vòng tay ôm ấp các con yêu. Dạ thưa cha, xin cha đừng khóc nhiều, con xin hứa con sẽ trở về. Vẫn đúng là đứa con mà cha mẹ mong đợi. Mời quý chư vị cùng lắng nghe thi phẩm Tình Mẹ, phóng tác Tiên Phật Trang. Hỡi những trái tim đang rỉ máu, hãy cho ta sự vất vả của con. Hãy cho ta những đau khổ của con, cùng tất cả những đắng cay nghiệt ngã. Ta sẽ ban cho con tất cả cuộc sống an nhàn, vẻ đẹp thánh thiện, tâm hồn thanh cao. Tình yêu của ta tràn ngập khắp tinh cầu, ta yêu các con hơn chính mình. Nhìn các con điêu linh sầu khổ, ta đau lòng, ta bất lực. Hỡi các con yêu nhất của ta, lòng mẹ cha yêu thương con lắm. Mẹ nâng niu các con, cha ban cho con lẽ sống, hãy về bên cha mẹ. Các con yêu, những sớm cùng chiều vui vầy bên cha mẹ. Ta đang ở đây ngay bên cạnh các con, cùng ăn
cùng ngủ. Ta đây, mẹ của các con đây. Hãy xà vào lòng mẹ đi, các con ta yêu nhất. Hãy để ta xoa dịu trái tim con, đầy tổn thương và khao khát tình yêu. Đây là chốn dương trần, chỉ có cạm bẫy và đau khổ. Hãy bước lên tay mẹ, để mẹ nâng bước chân con, đi về với yêu thương, bỏ lại bao đau khổ. Ta nuốt hết những sầu thảm trần gian, những tham lam, những đớn đau, nhục nhã của các con. Ta nuốt hết để gột rửa các con sạch sẽ, trả lại sự tinh khiết cho con. Về bên cha, sống trong tình yêu của cha, những viên ngọc sáng, những ngây thơ, để yêu thương hết thảy, không còn buồn khổ sầu bi. Ta đã về đây rồi các con ơi, mẹ yêu đã trở lại cùng các con, đắm mình trong cuộc sống, nhìn các con hàng ngày hàng giờ vật lộn với sình lầy nghiệp lực. Ta phải làm sao đây để kéo các con lên?